Trung tâm đào tạo khu vực của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN SUMEO tại Việt Nam đã bế giảng khóa tập huấn về quản lý giáo dục với chủ đề nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học. 37 học viên tham gia khóa tập huấn này là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phòng đào tạo hoặc giám đốc trung tâm đào tạo của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Khóa tập huấn kéo dài một tuần này xoay quanh các nội dung về kiểm định chất lượng và hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học, thiết kế và đánh giá chương trình giảng dạy, đánh giá giảng viên và sinh viên. Khóa học có sự tham gia giảng dạy của các giảng viên quốc tế có kinh nghiệm với nhiều hình thức sinh động như thuyết trình, thảo luận và hoạt động nhóm. Các học viên cũng đã tham quan thực tế tại các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tập thể thầy cô học sinh trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận cờ thi đua là đơn vị tiên tiến xuất sắc năm học 2007-2008 do Bộ Giáo dục Đào tạo trao tặng, là một